Kenzo này bà ơi, con Kenzo này còn hai cái thôi, một cái ở kho một cái của chị. Nào bà bóc tuần chủng, cái này là 750.000 đấy, cái này 750.000 nhé. Nhưng mà còn có hai cái, một cái là để chị đeo rồi. Bà Huy hứa bà nhìn thấy chưa, bà bóc tuần chủng mà nghe giùm tôi đi. Cái này chỉ vì em đây chị mới đeo cái này chứ chị không đeo cái này đâu, vì là cái này là nó hết hàng em hiểu không, nó hết hàng nên là chị không có đeo. Mấy anh giai làng chưa ra khỏi lũy trai làng lại chê em vú vú sệ vú mướp dạ không ạ. À, em là silicone bơi ngửa dạ, đến khi em thác xuống cửu tuyền em gọi là dắp xương dắp thịt, hai cục silicone của em nó vẫn sừng sững, nó trôi trôi lềnh phềnh trong quan tài anh nhá. Gớm, các anh có muốn định rủa thì cũng rủa kịp em đâu, để em tự rủa. Gớm, còn có khi hỏa táng thì silicone nó chảy chảy reo ra, nó xèo 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 nó bốc mùi nhanh nhá, làm gì cửa mà xê. Gớm mấy anh quá đáng, đời chưa được trải sự đời nghèo bần hèn hay tưởng tượng. Thế bà Huy hứa bà lấy cái này không, tôi bỏ xuống nào, cái này còn có hai cái thôi. Trời ơi, em nói thật các anh, em không muốn chửi thề đâu mấy chị, không muốn chửi thề, nhưng mà đời nhiều đứa nó hay làm cho mình ê chề. Đây mấy anh, dạ em bảo kính da xinh hơn, dạ em đang bán kính đó anh. Đó, con này thì dành cho những anh mặt to như cái đĩa nhá. Mặt anh nào to như cái đĩa vào đây, vào đây, vào đây. Đó, mặt anh nào to như cái đĩa chui vào đây. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Đó, mặt anh nào to vào đây nha. Rồi lên một chồng nữ cho mấy bà này. Tôi lên một cái chồng nữ nha. Cái này như còn có hai ba cái chẳng muốn like. Có một số mã hai ba cái không muốn like. Thôi lên cái mã tuyệt vời mặt trời này. Khổ để nhà nó bụi. Đây mấy bà, con này đang hot trên mạng xã hội. Trời ơi, con này là tuyệt đỉnh công phu của mấy cô chị sang chảnh. Đó, ok chưa? Có chị nào thích cái này không ạ? Cái này có hai màu, màu đen trắng và màu màu da beo. Đen trắng và nâu da beo, vẫn 490 cành nha mấy chị. Vẫn 490 cành, ok chưa? Đẹp không chị Hoa Thu? Kính nhà em là chỉ có đẹp thôi chị. Kính nhà em là chỉ có đẹp thôi. Tuyệt vời không mặt trời. Các chị mua hàng bên Top Top thì nhà em không có giỏ hàng, mời các chị qua phở bò, Trang Khàn Enfation hoặc bún đậu cô Khàn. Khám phá đặt con này, chụp hình là inbox vào bên phở bò cho chị mua hàng lần đầu chuyển khoản. Ok Huy hứa. Gửi hai con cho chị rồi, nhà chị tài khoản Đặng Thị Sơn nha. Tài khoản sử dụng là Đặng Thị Sơn. Ngân hàng BIDV. Mai mai hoặc là đêm chị sẽ nhắn tin cho em cứ ngủ ngon đi. Đeo thử màu này, trời ơi không ai xinh quá các bạn. Hôm nay không phải xinh đâu mà cực kỳ xinh. Cái này dành cho mặt trung bình nha chị, mặt quá nhỏ đeo cái này không đẹp, chị đợi em một tí chị Lê Hương. Đợi em lên cái mặt nhỏ đấy chị. Chị Lê Hương chờ em xíu em lên mặt nhỏ nha. Chờ em xíu em lên mặt nhỏ. Đó, ok chưa? Trời ơi, đây các chị nhìn chưa, có màu nâu, màu đen nha. À kể cho mấy bà nghe, vừa nãy đang kể, kể nốt. Có má kia sáng nay vào chửi tôi. Đây cái mặt nhỏ đây chị ơi, mặt nhỏ cái chỉ có một màu trắng đen. Cái này thì siêu đẹp, trà nồi thì siêu đẹp. Còn 12 con. Đó mặt nhỏ. Có bà nội kia mặt thì lệch, mặt bị tai biến đó mấy bà. Tổ sư cái ngữ đàn bà mặt tai biến. Mặt lệch con mẹ sang một bên, mặt lệch xong rồi. Còn không biết thân biết phận.
vào chê em là con mắm thối xấu. Em tưởng nó đẹp cỡ nào á chị ạ? Em mạnh dạn bước vào cái Facebook của nó, u là trời, mặt của nó có cái ụ tà la ở đây này, cái ụ trù dù ở đây mấy bà. Trời ơi, ta nói cái thứ mà gọi là tai biến mặt, lệch mặt như vậy, không biết bên đường mà tu tâm dưỡng tính, đi vào cà khịa. Mẹ nó không nhìn thấy cái mặt em mặt trái xoan à? Mẹ mặt gương mặt vàng trong làng đeo kính đây, đeo kính nào cũng đẹp đây. Bố thổ tiên sư cha, nó chửi mình nhé. Mặt mày có đẹp chỉ là con mắm thối. Dạ vâng, mắm thối như em cũng ước mơ cuộc đời. Ngày nào cũng phải chửi câu này mà không hiểu sao chúng cứ vào gây sự với mình. Có phải em hiền quá không ạ? Đó, đồng hồ trắng 2850 ạ. Đồng hồ Chanel, kính Chanel này. Đó, em được cái là em không đẹp, nhưng xin lỗi là trên thang điểm 10 về nhan sắc em mới được 7 điểm. Nên là mấy chị chê ấy, mà em mà chưa sửa nha mấy chị. Em chỉ sửa cặp silicone giả bơi ngửa của em thôi, chứ mặt em chưa sửa cái gì ạ. Mũi mặt mắt môi má là le chờ dồ. Nên là mấy chị chuẩn bị chê, chuẩn bị chửi ấy, soi gương 7 lần, uốn lưỡi 9 lần cái rồi hắn nói nhá. Trời ơi, dạ kính nào nhà em cũng 490 cành chị. Các chị qua phở bò, các chị sợt bún đậu cô khàn dùm em. Em không bán hàng mà không có giỏ hàng trên Top Top, thông cảm dùm. Nhà em không bán đấy kính xấu xấu bẩn bẩn không ai tán nha mấy chị. Nhà em hàng phải đẹp. Đó, ok chưa, qua mã này nha. Rồi em qua một cái mã mặt nhỏ cho những chị mặt nhỏ nữa này. Cái mã mặt nhỏ này là mặt siêu nhỏ nha, vì có chị vừa nãy nói mặt nhỏ, em mới lên cái mã này, chứ mã này em cũng không còn nhiều hàng. Đây, mã mặt siêu nhỏ LV. Đó, các chị nhìn rõ chưa? Mã này có 3 màu. Mã này có 3 màu, đen, trắng. Đen, trắng và màu da beo. Cái này có 3 màu, đen, trắng và da beo. Mặt siêu nhỏ. Mặt chị nào siêu nhỏ, chụp mã này dùm em. Các chị thấy em là đúng không? Các chị có thấy những cái người mà người ta xinh đẹp lồng lộn, người ta có đi chửi nhau trên mạng không? Em thì không xinh, nhưng mà em không phải bị thần kinh mà ngồi yên cho chúng nó chửi được. Nó chửi mình được thì mình chửi cả họ lên được, chứ mình sợ thì chúng nó mình phải không chửi. Ok chưa? À, thải độc gan úp bây giờ hiện tại đang có 200 viên. 200 viên bây giờ chị, để chị nhớ nào. Hình như 200 viên chị đang giảm giá, hình như là còn 735.000 hay sao ấy. 735.000 hoặc 730.000 nhé. Xăng tang em qua phở bò của chị nhé. Đó, mã này đây, có 3 màu, trắng đen và màu da beo. Ok chưa? Em qua phở bò nhắn dùm chị, mới về dòng 200 viên, mãi mới về được 200 viên. Trời ơi, thải độc gan úc có cháy hàng mà em. Chị mà không có thải độc gan úc, thải độc phổi úc là chị chết. Chị chết là mấy con ghét chị nó mừng lắm em. Làm sao chị cho chúng nó toại nguyện được. Ok chưa cả nhà? Quá trời đẹp luôn. Ok là có 33 nha. Đó, bây giờ em qua một cái mã, là cái mã, rồi đây rồi đây rồi, đây đây đây, mã cho mấy chị mặt to. Đó, Vitamin Han, em là phải sống mạnh khỏe. Em có chế độ detox và dưỡng sức cho cơ thể mình cực tốt. Mã trà nồi này rất đẹp nha mấy chị. Mã trà nồi gọng này rất đẹp. Cái này hợp với những chị mặt to này. Đó, đẹp chưa? Mã trà nồi này cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh. Ok chưa mấy chị? Với những chị gò má cao, đeo cái này là đỉnh cao luôn. Đúng rồi Loan Nguyễn, đã nói là nó ghét mình ý, thì mình làm cái con cặc gì chúng nó cũng ghét. Nhưng mà biết sao không? Kệ con mẹ chúng nó. Chúng nó càng ghét chị càng trêu tức cho chúng nó ghét nữa, để chúng nó vào chửi chị mỗi ngày. Màu đen và màu nâu nha mọi người. Đó, mã này có 2 màu, màu đen, màu nâu. Cái mã này thì nó dành cho những chị nào dịu dàng,
không thích chịu phá cách. Nhưng chị nhẹ nhàng, mặt to nha. Cái này mặt to mới đeo được nha, mặt nhỏ đeo không được. Các chị thích mã nào chụp lại giùm em. Đó. Ok chưa? Trời ơi, mã này là đỉnh cao với chính chị, mặt như cái đĩa nha. Mặt như cái đĩa mà đeo cái kính này nha. Dạ không ghét yêu em cảm ơn em, cảm tạ rất nhiều. Em nói thật các anh chị, các anh chị mà gặp em bên ngoài em chưa thấy ai ghét em được. Con người em sống rất là vô tư. Em vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu sa. Đây, có cái mã này. Có một cái mã này. Đây đây đây. Cái mã này người ta gọi là mã cá tính này. Đó. Cái mã vờ sa trì này. Cái mã vờ sa trì này nha. Trời ơi ta nói. Mã vờ sa trì này có màu đen và màu ghi. Em đang đeo màu ghi xám. À màu ghi nâu. Ghi đá này, gọng ghi đá. Trong mắt nâu. Chị nào lấy mã này chụp lại nha. Không phải khuôn mặt đeo kính đẹp, mà là em lựa chọn những mã kính dễ đẹp. Tại vì các chị để ý kính nhà em rất hiếm khi em đắn những cái kính mà nó cứ kim sa hột lựu ở đây này. Dính 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 em không đánh. Và chất liệu kính nhà em là những cái kính nó về cái dòng thiên về classic. Là các chị đeo 1-2 năm vẫn đẹp, không thể xấu được. Đó. Em là chọn kính rất đẹp. Đó. Đây màu đen. Trời ơi. Hai màu, cái này có hai màu. Ok chưa? Đó, màu xám xám nâu và màu đen. Lấy chụp hình lại giùm em nha. Đó. Bây giờ em lên một cái mã. Cái mã D&G này. Cái mã D&G này siêu đẹp. Vừa mới về. Rồi. Đẹp chưa? Con D&G này cực kỳ sang chảnh nha mấy chị. Mã D&G này cực kỳ sang chảnh. Không đẹp là không ăn tiền mấy chị nha. Mã này không đẹp em không ăn tiền. Có chứ Ngọc Anh Đoàn, có túi đi du lịch chị mới live stream lúc 5 giờ chiều đó. Em xem lại cái live stream mà chị mặc cái váy màu xanh dương á. Chị mới live stream túi đi du lịch đang được giảm giá còn 1550. Túi đi du lịch thì chị có 3 mã, đẹp lắm, LV. 3 mã LV rất đẹp, da thật nhá. Đó ok chưa, con điền gì này không đẹp không ăn tiền. Trời ơi sang chảnh tột độ luôn. Đó, mã này có hai màu, trắng và đen. Đó, mọi người thấy cái này đẹp không? Mọi người ơi, mọi người, ở trên TikTok người ta hay bảo là thả tim cho em là cái gì hả mọi người? Em không biết trên TikTok người ta hay comment là thả tim cho em đi. Bấm vào màn hình thả tim cho em là cái gì? Không biết. Trời ơi, cái này là đẹp lắm luôn. Cái này siêu sang luôn. Siêu hiện đại. Cái này những chị mặt nhỏ mặt trung bình đeo đẹp. Mã này có hai màu. Màu đen và trắng. Ok chưa? Mã này có hai màu đen và trắng. Chị nào lấy mã này chụp lại giùm em. Đó, chị nào lấy mã này chụp lại giùm em này. Nó hơi mắt mèo một chút. Hơi mắt mèo một chút nha mấy chị. Đó, ok chưa? Trời ơi, cái này đẹp. Đẹp gọi là đẹp sang chấn tâm lý luôn. Rồi em qua mã này nhá. Rồi. Em sang một mã là Balenciaga. Mã này có hai màu. Màu nâu và màu đỏ. Đây mã này có hai màu này, màu nâu gọng trắng này, trắng kem nha. Màu nâu gọng trắng kem và màu đỏ mắt đen.
Đây mắt nâu âm ra rất là sang trọng. Ok chưa? Đó. Và đây. Màu đen. Gọng đỏ. Cái này dành cho những chị nào mặt khung xương mặt nhỏ hoặc mặt trung bình như em. Đó, ok chưa? Nhà em kính thì đẹp, khỏi bàn, khỏi bàn. Đó. Sao chị tắt comment vậy là cái gì không biết? Em đang comment đấy đây. Chị đâu biết chơi TikTok nhiều. Chị không phải là người giỏi về TikTok em ạ. Nên nhà chị không bán hàng trên TikTok. Đó, ok chưa? Em đang 67 cân bác ơi. Đó. Rồi. Bây giờ em lên mã Gucci. Đó, trời ơi. Mã Gucci này kính quốc dân này. Mã Gucci này kính quốc dân có 3 màu. Mã này còn 3 màu này. Gọng chữ này, mắt đen này, và gọng chữ mắt nâu. Đấy, và gọng chữ, và gọng không chữ mắt nâu. Y chang nhau form nha. Y chang nhau form này. Một cái mắt nâu, một cái mắt đen. Cái mắt nâu thì không có chữ bên hông. Đó, cái mắt đen thì có chữ bên hông. Ok chưa? Chiều lấy chụp hình lại giùm em. Rồi. Lên con Prada. Con Prada có màu trắng mà để đâu mất rồi nhỉ? Con Prada này có màu trắng này. Màu trắng, màu... Cái này có màu trắng. Mà em để mất cái màu trắng đâu rồi? Chắc để dưới ô tô. Hay đeo kính này dưới ô tô. Màu trắng, màu đen và màu da beo. Dạ, kính là đồng giá 490k anh chị. Kính đồng giá 490.000 nha chị. Cái này có màu trắng nha. Màu trắng, màu đen và màu da beo. Mà màu trắng em đang để dưới ô tô. Đó. Màu trắng của nó là trắng tinh nha chị. Của nó trắng là trắng tinh. Trắng là giống cái trắng này này. Màu trắng của nó sẽ giống cái màu trắng này. Đó, thấy không? Nó là form khác thôi. Form khác thôi, nhưng cái màu trắng nó sẽ giống y chang trắng như này. Đó. Em thấy không? Cái này màu trắng nó sẽ y là màu này nha. Em lấy cái này cũng được, và cái Prada màu trắng cũng được. Tùy em chụp hình là inbox. Con này là Balenciaga. Cái này rất là đẹp. 490.000 nha bé. Đó. Em thích cái này. Đó. Thì em view em chụp lại cái này vì màu trắng của chị đang để dưới ô tô, vì chị thích cái đó màu, chị thích cái này màu trắng lắm. Chị thích cái này màu trắng màu đen lắm. Em chụp lại như thế này này. Em gửi bảo cho em cái này màu trắng là nhân viên chị nó biết. Đó. Đẹp vô cùng tận. Đẹp vô cùng tận nha mấy chị. Rồi. Một cái mã to to hơn một chút này. Đó, Prada. Vẫn là Prada nhưng to này. Trời ơi, cái này. Cái này là cực kỳ gọi là Tây, thật là Tây, 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 Tây. Đeo này Tây lắm. Cái này nữ đeo thôi bạn. Mã này chỉ có nữ đeo thôi bạn, là bạn Mít An. Đó. Mã này sẽ có 4 màu. Mã này có 4 màu nha. Gọng trắng, mắt đen, một màu. Gọng thứ hai. Xanh ngọc mắt đen. Trời ơi. Kính nhà em mà chỉ có đẹp thôi. Xanh ngọc mắt đen. Ok chưa? Đó.
xanh ngọc mắt đen, ok chưa? Da beo. Trời, má Prada này này có 4 màu rồi. Đó, da beo cực sang. Đó. Nhung ơi, chị không nhớ mã số. Em chụp lại màn hình gửi giùm chị. Tại vì chị like một mình giờ này không có nhân viên. Chị không nhớ được mã số. Người ta like hay có nhân viên thì chị like có một mình là chị biết cái giờ nào giờ chị thần kinh, có hôm 6 giờ sáng như vậy chị like ấy. Em cứ chụp lại màn hình, em inbox là nhân viên chị là biết. Prada, mã này Prada. Mã Gucci lúc trước vẫn là nữ đeo nhanh nhé. Cái màu nút này là đổi màu. Cái màu nút này đổi màu đi ngày đi đêm được này. Chỉ có mã này đi được vừa ban ngày. Đây số em chụp lại màn hình hộ chị cái đi. Đó em chụp màn hình hộ chị cái. Đó. Rồi bây giờ lên một mã nữa. Đây. Mã này dành cho chị là mặt to này. Trời ơi, mặt to đeo kính này đỡ không nổi luôn. Mặt to mà đeo mã kính này là đẹp đỡ không nổi. Ok chưa? Đó. Nhung ơi, em Tần Định Nhung, em lấy được số điện thoại bên chị chưa? Đó, mã này những chị mặt to đeo đẹp nha. Mặt cỡ em là mặt trung bình nha. Đó, ok là của ba. Rồi đây. Màu đỏ, vừa nãy có chị nào hỏi màu đỏ. Thì nhà em kính chỉ có một mã duy nhất màu đỏ. Là con Dior này. Con Dior màu đỏ này em nghĩ là thị trường, các thị trường các nhà khác không có đâu. Các nhà khác không thể có con thị trường màu đỏ được. Cái này hiếm hàng, nó bị short call 20 cái nha. Mã Dior này short call 20 cái. Đỏ mà gọng hồng nha, gọng hồng nhạt. Cái này thì những chị nào ăn mặc rất sành điệu thì sẽ rất thích mã này. Đó, ok chưa? Đồng hồ này là 2 triệu 8 năm chục, thân máy Nhật, bảo hành nha. Đó. Cái đẹp nha, cái này chị đeo 3 năm rồi đấy bé bé. Thị trường chị đấy chuồng bán như này 250 và 200. Hôm qua bảo chị 189 nghìn, cười muốn xỉu. Kính ngay đồng hồ nhà chị chỉ bán hàng đẹp, không bán hàng xấu. Đó. Rồi, bây giờ lên. Lên mã này. Prada cá tính. Em thích đồng hồ inbox, chị gửi các mã đồng hồ bên chị cho em xem. Rồi. Đỡ đi. Đỡ mã này đi. Đeo kính đỡ mã kính này đi. Đỡ làm sao nổi. Đúng rồi cả nhà, đỡ làm sao nổi mã này. Dạ chồng em về Mỹ rồi anh Mít An. Chồng em về Mỹ rồi em ở Việt Nam với con em. Chính vì thế em hay like những cái giờ lung tung. Đó. Bobby Phạm, túi nhà em trang đẹp lắm luôn, em cảm ơn chị. Các chị mua hàng nhà em sẽ biết tính em. Nhà em hàng là phải đẹp. Em không bán hàng xấu mà này. Tại vì mọi người biết sao không? Mình mua cái túi đắt nó sắp ra miếng đó chị. Không thể nào mà nhầm lẫn được. À, Thân Thị Nhung ơi, em inbox kính là chị đã giảm giá còn 490 nghìn rồi.
Đồng hồ chị cũng đã giảm giá còn 2850 là full box full nộp. Nhà chị bán hàng, em mua hàng, em nhắn tin đi tí chị bảo chị trả lời em. Chị sẽ là người trực tiếp trả lời em hoặc em gái chị. Giờ này em nhắn tin là chỉ có chị hoặc em gái chị trả lời em thôi. Em vào nhắn tin đi, chị bảo em gái chị nó sẽ chốt đơn giảm giá thêm cho em một xíu. Chắc em mua lần đầu nhà chị đúng không? Đó màu nâu này, màu nút, cái này gọi màu nút. Rồi. Không đẹp là không ăn tiền. Thân Thị Nhung ơi, chị mới like túi buổi chiều rồi. Em lùi lại đi, em lùi lại lúc chiều ấy. Em lùi lại lúc chiều em xem chị mặc cái váy xanh ấy, chị mới like túi. Cũng đã giảm giá rồi đấy em. Đó. Đây. Sang mã này. Trời mã này còn có vài cái thôi nha mấy chị. Mã Cartier này còn có vài cái thôi. Trời ơi kính nhà em thì quên tình sầu. Chỉ hát bài chôn giấu tình sầu chứ không hát được câu gì luôn. Giờ không biết làm sao tháo được cái đống tóc này ra này. Rồi. Đẹp chưa? Thân Thị Nhung ơi, em muốn chị nhắn tin cho em giờ này không được rồi. Giờ này chị đang live làm sao chị nhắn tin cho em được. Kết thúc live stream chị nhắn tin cho em. Em muốn mua cái gì thì em nhắn tin vào Zalo bên chị cũng được. Màu trà này trẻ trung như mấy chị. Trời ơi Loan ơi, cái mã Cartier này rất ít hàng. Cái gọc này, cái này là chị đeo 3 năm rồi nhé. Cái mã Cartier này chị đeo cái mã này là 3 năm. Đeo mã này 3 năm rồi. Em nhìn không? Cái gọng titan của nó không? Chứ phải chơi giờ giống cái con bán trên mạng. Mẹ đeo được một tháng bay mẹ hết màu. Mẹ người ta phủ phủ titan, người ta phủ vàng 24K phải đẹp như này. Cái kính này đeo 3 năm rồi, bán kính này 3 năm rồi, chưa bao giờ hết mốt. Mà kính này chưa bao giờ hết mốt nha mấy chị. Những chị gái mà xinh xinh đẹp đẹp mà những chị mà hay xóa tóc mà làm xoăn lọn phồng 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 lớn ấy, các chị rất thích cái kính này. Lần nào em mà xóa tóc mà em gắn phím vô là các chị cũng chọn cái kính này. Cái kính này rất đẹp. Đó, nhà em kính như có những mã người ta gọi signature. Đó. Cái mã này cũng được mệnh danh là signature cho mấy bà sợ chồng. Mã này đeo này hợp cho mấy bà sợ chồng này. Không dám đeo ăn chơi. Chỉ dám đeo dịu dàng là mã này. Đúng rồi, Loan Nguyên xóa tóc mà đeo con Cartier kia là khỏi chê khỏi bàn. Đẹp khủng khiếp mà nó không chạm mặt nhé. Cái mã Cartier này không chạm mặt. Đó mã này này có hai màu. Mã này có hai màu nha, đen và nâu. Đó, đen và nâu nha mọi người. Rồi, em sắp hết kính rồi nha. Chào chị Thủy Tây. Đó. Mã đi rồi này có màu nâu màu đen nha. Đó. Sang mã này là Versace. Versace này cũng cá tính này, hợp với những chị nào mặt này. Mặt khung xương như em này. Và mặt to. Đó. Mã này có màu nâu đen và màu nâu gọc mà xanh cốm. Trời ơi. Dân chơi không sợ mưa rơi mà gặp mưa rơi dân chơi ướt người. Đó, ok chưa? Kính nhà em là đẹp khỏi bàn. Đó, xong đói bụng thế này à trời.
Hôm nay đói bụng quá mấy bà ơi. Trời, đây đây đây. Lên con trà nồi này còn 5 chiếc này. Trà nồi Tráng Gương này còn 5 chiếc. Thấy chưa? Thấy con trà nồi Tráng Gương này chưa? Đẹp tuyệt vời. Khỏi bàn. Đó. Con trà nồi Tráng Gương này khỏi bàn nha mấy bà. Đẹp như một giấc mơ. Cái này bà Hồ Ngọc Hà đeo đi Ý này. Bà Hồ Ngọc Hà đeo cái mã kính này đi Ý. Đẹp lắm. Trời ơi, không bàn nổi, không thể bàn nổi. Đó. Đó, mấy cái mã này em còn vài cái em ấy sang cho mấy chị. Các chị lấy cái nào chụp lại giùm em. Nha. Lấy cái nào chụp lại giùm em. Đó. Con vừa sa chì mặt nhỏ này. Đấy, con trà nồi Tráng Gương và có một con trà nồi cùng cái form đấy nhưng mà là da beo thì siêu sang. Con trà nồi này, nhìn này, nhìn cái beo của nó, nhìn cái vân beo của nó chưa? Phải nhìn cái vân beo này, đó, vân beo của nó này. Đó. Không phải mã nào vân beo cũng đẹp nha mấy bà. Đó. Qua mã này. Trời ơi, con Dior này thì thôi đỡ đi. Con Dior này cực kỳ hot. Mà bị sót 30 cây. Quên đấy mọi người. Nhân viên đi, dạo này em đang thiếu nhân viên chốt hàng online. Tuyển nhân viên chốt hàng online nha mấy chị. Dạ, kính nhà em hôm nay em bán đồng giá 490 nghìn chị. Con Dior này là siêu đẹp. Con này có một nhược, à quên, con này có một ưu điểm cực đặc biệt là nó không chạm mặt, thấy không? Kính không chạm mặt. Có nhiều con kính nó chạm vào mặt thì các chị đeo kính lâu ngày ấy, nó sẽ bị sần cái mặt lên, sần là nó xô cái thịt ấy. Nhưng mã này là không nha. Em tuyển nhân viên bán hàng chốt đơn anh ơi. Đó, ok chưa? Trời ơi, con này là siêu đẹp. Ngày mai đeo con này uống cà phê mới được. 490 nghìn nha chị. Cất ngay con này vào cái túi, ngày mai đi cà phê. Cho vào cái túi đi cà phê. Cái kính Dior chỉ có màu đen thôi mấy chị. Còn mấy cái kính nam em lên nốt rồi em đi ăn cái gì cái đói quá. Trời ơi, con Dior này. Dior cá tính này mấy bà. Con Dior nâu này cá tính lắm. Không hợp với chị nhẹ nhàng đâu. Chỉ hợp với mấy đứa như em thôi. Thấy em đeo đẹp không? Em đeo cái này thì đẹp, là mấy cái mắt mèo kìa em đeo đẹp lắm. Mấy cái thập niên 80 đấy, đẹp lắm. Những chị nào mà hay mà mặc cái đồ mà gọi là vintage ấy, đeo đẹp. Cái này thì cả nam nữ đều đeo được này. Givenchy. Làm nhân viên chốt đơn không thuê, chỉ thuê anh làm hết, em like anh ạ. Sống cạnh em hơi nhiều áp lực anh ạ. Đó, con Givenchy này. Ok chưa? Đó. Em lên nốt về kính nam nha. Trời ơi, con này là con Lacoste. Kính nam nhưng mà nữ cá tính đeo vẫn đẹp nha mấy chị. Kính nam nhưng mà nữ cá tính đeo đẹp. Ok chưa? Đó, kính này là con này là Lacoste. Trong titan, mắt nâu đậm.
Trời ơi, lên con Audi nha. Lên con Audi đi ngày lẫn đêm này. Con Audi nam nữ đeo được cả ngày lẫn đêm này. Trời ơi, ta nói. Cả ngày lẫn đêm đều đeo được con Audi đấy nha. Đẹp lắm. Rồi. Em lên con Rayman. Đó các anh. Các anh lao thẳng vào đây, đâm vào thủng vào đây. Đó. Con Rayman này có hai màu nha. Con Rayman này có hai màu, màu đen. Màu đen và màu nâu này. Cái dưới màu nâu, cái trên màu đen này. Đó, thấy không? Trong titan. Trong à, gọng titan trong kính nhá. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đó. Lên một con DNG. Trời ơi, tráng gương. Đẹp lắm như mấy ông với bà. Trời ơi, con DNG đẹp không? Ngất xỉu. Rồi em lên con cuối, con Mercedes này. Cũng tráng gương. Điện thoại hết pin phải đi sạc pin cái. Điện thoại em hết pin đi sạc pin nha như mấy chị. Kính nam nhà em thì cả nam lẫn nữ đều đeo đẹp. Tuyệt vời mất rồi. Đó. Đói quá đi ăn cái gì cái. Trời ơi các bà ơi. Bye bye các bà nhá. Đói bụng quá phải đi ăn cái gì đây. Bye bye các tình yêu nhá. Bye bye cả nhà.